Thưa quý vị, kế thừa nghị quyết số 03 của nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ban hành nghị quyết số 06 ngày 10 tháng 9 năm 2022 về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu của nghị quyết này đó là xây dựng và phát triển thành phố trở thành đô thị văn minh, hiện đại, phát triển xanh, bền vững, có vai trò kết nối giữa vùng thủ đô Hà Nội và vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Sau hơn 6 năm thực hiện nghị quyết 03 và hơn 1 năm thực hiện nghị quyết số 06, kết quả đạt được là đáng ghi nhận, góp phần từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển. Một trong những giải pháp trọng tâm là làm tốt công tác quy hoạch, phát triển đô thị. Hiện nay, thành phố đang tiến hành lập điều chỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2045. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, điều chỉnh các quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2000. Đấy là một trong quy hoạch mà theo tôi là rất là bài bản và đã khắc họa được cái vị thế của Thái Nguyên trong tỉnh Thái Nguyên cũng như là Thái Nguyên trong vùng Trung Du miền núi phía Bắc. Thành phố Thái Nguyên cũng quan tâm đầu tư và huy động nhiều nguồn lực để phát triển mạng lưới giao thông nội thị, giao thông liên kết với các địa phương trong và ngoài tỉnh, tạo cơ hội phát triển trở thành đô thị có khả năng liên kết rộng lớn giữa vùng Trung Du, miền núi phía Bắc và vùng đồng bằng sông Hồng. Theo đó, riêng trong năm nay, nhiều dự án công trình đã hoàn thành và đi vào sử dụng như đường Huống Thượng, Chùa Hang, đường Bắc Nam kéo dài, cầu Huống Thượng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của các địa phương có các công trình đi qua. Khi mà thông cầu thì nhân dân Huống Thượng rất là phấn khởi. Sau khi cầu hoàn thành thì sẽ tiếp tục thu hút các cái dự án đầu tư của tỉnh, của thành phố. Thành phố Thái Nguyên cũng đang chuẩn bị để khởi công dự án xây dựng cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2 và hệ thống đường giao thông kết nối phường Đồng Bẩm, phường Quang Vinh và xã Cao Ngạn. Dự án xây dựng cảnh quan phía sau quảng trường Võ Nguyên Giáp và tập trung chỉ đạo thi công dự án cầu vượt đường sắt Hà Nội-Thái Nguyên, nút giao đường Quang Trung với đường Việt Bắc, dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2024. Chúng tôi cũng xác định là phải tập trung cái nguồn lực để có thể thực hiện đảm bảo cái tối đa cái tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư. Cùng với đó là xây dựng thành phố thông minh với trọng tâm là 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và xây dựng công dân số, đồng thời quan tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đô thị dựa trên nền tảng thương mại dịch vụ, tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên, các ngành tạo ra giá trị gia tăng cao, phù hợp với định hướng phát triển của thành phố, phát triển nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến. Đảng bộ thành phố đã đề ra các cái nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tạo các cái bước phát triển đột phá. Trong đó thì chúng tôi tập trung vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đô thị dựa trên cái nền tảng thương mại, dịch vụ. Thứ hai nữa là chúng tôi ưu tiên phát triển công nghiệp phù hợp với quy hoạch và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và xây dựng cái thương hiệu quốc gia, quốc tế đối với sản phẩm nông nghiệp chủ lực, chủ đạo của thành phố. Đó là cái sản phẩm chè Tân Cương. Và cái thứ ba nữa là đổi mới và kiến tạo cái cơ cấu quản trị phù hợp với cái quá trình chuyển đổi số. Có thể thấy, với định hướng phát triển đúng đắn và những giải pháp đột phá đã góp phần để tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố Thái Nguyên từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay luôn đạt mức cao, bình quân đạt 13% mỗi năm. Trong đó, tốc độ tăng trưởng của ngành dịch vụ thương mại đạt 14,1%. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Một đô thị văn minh, hiện đại, phát triển xanh, bền vững, mang tính liên kết vùng đang dần hiện hữu.